Tôi nói tê nè. Nè. Cho nè. Có thể nè. 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 Tăng bốn này hai một chín. Tăng bốn này hai một chín. Tăng bốn này hai mươi chín. Ẩm thực. Ăn thực. Tôi thích ẩm thực. Tôi thích nấu ăn. Tôi đi chỗ để mua lẩu cút. Tôi đi chỗ để mua cá. Tôi đi chỗ để mua thịt. Tôi đi chỗ để mua bánh mì. Tôi đi chỗ để mua áo dài. Tôi đi chỗ để mua áo dài. Tôi đi chỗ để bán áo dài. Tôi đã đi nhà hàng để ăn sáng. Tôi đã đi nhà hàng để ăn tối. Tôi đi nhà hàng để ăn tối bồi bàm bì. Tôi đã đi nhà hàng bồi bàm bì ô bài biển. Tôi thích ăn lẩu củ vì gì?
carat, cài tắt, tắt cái. Tôi thích ẩm thực của Việt Nam, bì phở, bánh mì, bánh xèo, cuốn chả Hà Nội, cơm xoắn, cơm tấm, cơm trắng, cá chín. Tôi thích ẩm thực của Việt Nam, vị gì phở, bánh mì, bánh xèo, cá, cơm tấm, cơm trắng, cuốn chả Hà Nội. Tôi sẽ đang nói về ẩm thực của Việt Nam. Ẩm thực là quan trọng. Mọi người ăn ba bên mùa này. Gia đình đi nhà hàng quân quân chùa. Mẹ ô gia đình nào ăn cho gia đình. Mẹ tôi đi chợ để mua ẩm thực. Mẹ tôi đang nấu ăn ở nhà bếp. Mẹ tôi đang nấu ăn ở nhà bếp. Chúng ta đang ăn ở phòng. Ngày mai tôi sẽ đi nhà hàng bồi bám bỉ. Tôi sẽ đi nhà hàng bồi bám bỉ. Tôi nói cho nè bằng tiếng Việt. Nhưng mà thôi nhắn là lòng thôi không nổi qua tiếng Việt. Môi cao là không. Không cao. Tôi nhân là làng tiếng Việt là cả qua.
tôi bay lên tháp nồi thiên bét chân như dạ xem có thể tôi nói cho cô thê ăn thức tôi thích ăn thức ăn thức tôi thích nào ăn tôi khi tôi thích cho tê mùa nào tôi đi cho tê mùa khác tôi đi cho tê mùa thích tôi đi cho tê mùa ban mới ban mỉ tôi đi cho tê mùa áo trái tôi đi cho tề mua áo trái tôi đi cho tề bán áo trái tôi đã đi nhà hàng để ăn sáng tôi đã chia nhà hàng để ăn tối đi nhà hàng để ăn tôi vui bán bị bôi bán bị bôi bán bán bị tôi đã chỉ nhà hàng bôi bạn đi ô tôi thích ăn lẩu của PD tôi thích ăn thức của bên Nam thì phô và mi bàn xeo chủ cha nói con tâm con trăng cả chính tôi thích ăn thức của bên Nam vì chi của tâm ít ban siêu à cũng tăng cũng tăng cũng chẳng cũng tăng cũng chẳng à Hà Nội Phun Trà Hà Nội Phun Trà Hà Nội tôi sẽ đăng nổi về ăn thức và về thế nào ăn thức là quan trọng ăn thức là quan trọng là mô đồ hội ăn gia đình thì nhắc thành quan quan chung mẹ ổ chim nhau ăn dù gia đình mẹ tôi đi chỗ để mua ăn thức mẹ tôi tân đau ăn ở nhà bên mẹ tôi đang đau ăn ở nhà bếp chúng ta đang ăn không mãi mày tôi sẽ chỉ nha hàng ôi bạn bì à tôi sẽ chỉ nhắc hàng bì bì khi à tôi thôi nói rồi nghe bằng chân bếp nhưng mà tôi nhắn là tôi không nổi đi ăn biết mồi cầu là không phong tạo tôi tên là năng chiến đó là tập qua tôi về đến tập nồi ôi trên bếp chăng thì không biết